ghé Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm qua, Argentina đã phô diễn một sức mạnh tuyệt đối trước Honduras. Trước một đối thủ lép vế hơn mình về mọi mặt, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-0 nhờ cú đúp của đội trưởng Lionel Messi và pha lập công còn lại của Lautaro Martinez. Không chỉ có vậy, chiến thắng này đã nối dài mạch trận bất bại của Argentina lên con số 32 trận, cách kỷ lục thế giới mà người Ý thiết lập 4 trận đấu nữa. Phong độ tuyệt vời này của Albiceleste đã bắt nguồn từ tinh thần đoàn kết của họ, đó chính là khẩu quyết một người vì mọi người vì Lionel Messi. Các cầu thủ Argentina đang thi đấu hết mình để giúp cho chủ nhân của 7 danh hiệu quả bóng vàng giành được danh hiệu World Cup danh giá trong đoạn cuối của sự nghiệp. Bởi lẽ, dù Messi đã có một bảng thành tích đồ sộ, nhưng danh hiệu cao quý nhất hành tinh vẫn cứ mãi lẩn trốn anh. Và nếu M10 kết thúc sự nghiệp mà vẫn khuyết đi chiếc cúp vàng danh giá ấy, địa vị của anh trong lòng người hâm mộ Argentina vẫn sẽ mãi xếp sau vị thánh Diego Maradona. Vậy ở giải đấu cuối năm nay trên đất Qatar, Lionel Messi cùng đồng đội liệu có thể có cơ hội nâng cao chiếc cúp vàng hay không? Sau đây, hãy cùng Cả Bóng Đá tìm hiểu về những câu chuyện thú vị xoay quanh những vấn đề bên trong phần sau của video. Nhớ bấm like, subscribe để ủng hộ cho Cả Bóng Đá tiếp tục sản xuất những video chất lượng khác đến với anh em nhé. Còn bây giờ, nội dung xin phép được bắt đầu. Sau kỳ World Cup 2018 vô cùng thảm bại, người dân Argentina vô cùng lo ngại về tương lai của đội tuyển. Dường như họ đang phụ thuộc hoàn toàn vào đôi chân của Lionel Messi. Hàng công thì tối tăm, không tạo ra được cơ hội, tuyến giữa không thể làm bóng, cùng một hàng thủ yếu kém được tô bật lên bởi sự hạn chế chuyên môn của hai thủ thành Willy Caballero và Franco Armani. Cựu cầu thủ của Argentina, đó là Osvaldo Ardiles, đã thẳng thắn chia sẻ rằng đây là đội hình Argentina tệ nhất trong những năm vừa qua. Ngay cả sự xuất hiện của cầu thủ hay nhất thế giới cũng không thể tạo ra được tính cạnh tranh cho những con người này. Sự sa sút của Argentina đã bị đà thăng tiến của Messi hoàn toàn che lấp. Đó là những chia sẻ vô cùng thẳng thắn sau chuyến thi đấu vô cùng bết bát của Argentina và tiên đoán của danh thủ 70 tuổi đã hoàn toàn chính xác với thất bại vô cùng cay đắng trước nhà đương kim vô địch sau đó là đội tuyển Pháp. Khi Mbappe với tốc độ của mình đã biến hàng thủ của đội bóng Nam Mỹ thành những gã hề, khi đó không ai dám tin rằng Argentina sẽ trở lại mạnh mẽ như hôm nay. 3 năm trước là như thế, còn bây giờ thì khác rồi. Có lẽ là câu nói mà người dân Argentina kháo nhau sau chiến thắng trước đội tuyển Brazil tại chung kết Copa America. Ở trận chung kết đó, Emiliano Martinez đã làm nản lòng các chân sút bên phía Brazil và pha lập công của Angel Di Maria là quá đủ để giúp cho Messi giành danh hiệu đầu tiên trong màu áo đội tuyển. Mặc dù đã thỏa ước nguyện giành danh hiệu cùng đội tuyển với danh hiệu Copa America 2021, nhưng Messi vẫn chưa dừng lại. Anh luôn mong ước sẽ giành danh hiệu World Cup cùng với đội tuyển quê nhà. Vào năm 2014, anh gần như đã chạm tay vào chiếc cúp vàng ấy khi hiên ngang tiến vào trận chung kết. Thế nhưng, sự vô duyên của Higuain đã khiến anh lỡ hẹn. Bàn thắng của tiền vệ trẻ đầy tiềm năng khi đó là Mario Götze đã khiến cho Messi ngậm ngùi chấp nhận vị trí Á quân. Đội hình của họ khi ấy tràn ngập những hào thủ. Một Sergio Romero vững chắc trong khung gỗ, Garay, Marcos Rojo hay Zabaleta vững chãi nơi hàng phòng ngự. Một Javier Mascherano mang lại chất thép nơi tuyến giữa. Những quân bài tấn công chất lượng như Sergio Aguero, Lavezzi, Angel Di Maria và Gonzalo Higuain đang đạt phong độ cao thời bấy giờ. Bẵng đi 8 năm trôi qua, đội tuyển Argentina đã trải qua một quá trình đập đi xây lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ còn lại duy nhất Angel Di Maria đã đồng hành cùng với Lionel Messi kể từ giải đấu ấy. Dàn cầu thủ này của Argentina tuy có thể không xuất sắc như những người đi trước, nhưng những gì họ lại thể hiện tại câu lạc bộ của mình là không thể xem thường. Lionel Scaloni có một Emiliano Martinez với những pha cản phá xuất sắc mang về chiếc cúp Copa America 2021. Một Lisandro Martinez vô cùng vững chắc ở Manchester United. Những Rodrigo De Paul và Leandro Paredes vô cùng máu lửa và nhiệt huyết. Một Papu Gomez từng viết lên những câu chuyện cổ tích ở Atalanta. Một Lautaro Martinez ghi bàn như máy tại Inter Milan. Ngoài tài năng ra, sức chiến đấu và tinh thần máu lửa đoàn kết cũng là một điều có thể dễ dàng nhìn thấy ở các cầu thủ Argentina. Đó chính là cách họ bảo vệ người đội trưởng Lionel Messi. Tiêu biểu, ở phút thứ 39 trong trận đấu giữa Honduras vừa qua, Lionel Messi đã bị cầu thủ bên phía đối phương vào bóng cực rát và đã nằm ra sân đau đớn. Nhìn thấy anh cả bị chơi xấu, 500 anh em văn phòng Argentina không thể đứng yên. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes hay Lautaro Martinez ngay lập tức lao về phía cầu thủ kia với mục đích xin cái hẹn sau trận. Chứng kiến phản ứng mạnh mẽ của các cầu thủ đến từ xứ sở Tango, trọng tài chính cũng cảm thấy vô cùng ái ngại. Ông nói thầm với thủ môn của Honduras, kéo cầu thủ mới phạm lỗi với El Puga và tặng cho anh ấy một chiếc thẻ vàng. Quả thật, nếu như tiếp tục đứng lại thì không biết anh chàng này sẽ thế nào trước sự pressing cực rát của đội anh em văn phòng Argentina. Tại sao các cầu thủ Argentina lại bảo vệ Messi đến vậy? Đầu tiên, Messi chính là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.
Tài năng của anh là trăm năm có một và sẽ phải rất lâu nữa mới chứng kiến một siêu sao toàn năng như El Puga. Anh đã phá vỡ vô vàn kỷ lục tồn tại ở cấp câu lạc bộ. Dường như khi xem anh chơi bóng, chúng ta cảm nhận được một sự mềm mại, thanh thoát và nhãn quan chiến thuật vô cùng tài ba. Thứ hai, đó chính là những đóng góp của Messi. 88 bàn thắng sau 163 trận thi đấu cho đội tuyển. Anh chính là người thi đấu nhiều trận nhất và cũng là người có số bàn thắng nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Hiện tại, anh đang xếp ở vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển và chỉ một bàn thắng nữa sẽ đưa anh lên vị trí thứ ba. Cuối cùng, Messi chính là nguồn cảm hứng cho hàng triệu cậu bé tại quê nhà theo đuổi đam mê với trái bóng tròn. Có những người sau này đã trở thành đồng đội của anh trên tuyển, tiêu biểu như tiền đạo Lautaro Martinez. Người đại diện của anh đã từng nói, việc triệu tập lên tuyển và thi đấu bên cạnh Lionel Messi là một giấc mơ đối với cậu ấy. Thủ thành Emiliano Martinez thì bày tỏ sự kính phục vô cùng lớn với cựu cầu thủ của Barca. Anh từng tiết lộ về buổi nói chuyện của tuyển Argentina trước thềm chung kết Copa America 2021. Ai cũng phải im lặng khi Messi phát biểu, tất cả đều im lặng cho dù là ai, huấn luyện viên trưởng hay là cả tổng thống Argentina, bất cứ ai có mặt ở đó. Được sát cánh cùng Messi luôn là vinh dự. Cả đội Argentina luôn sẵn sàng hy sinh để anh ấy giải cơn khát danh hiệu tờ đội tuyển quốc gia. Nổi bật nhất có lẽ là Marcos Acuña. Sau chiến tích vô địch Copa America 2021, vợ của cầu thủ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Sevilla chia sẻ: "Chồng tôi vừa đổi hình nền điện thoại, Marcos xóa ảnh chụp các con và thay bằng một bức ảnh anh ấy đang nâng cúp Copa America cùng với Messi." Và sẽ thật thiếu sót nếu không kể tới Rodrigo De Paul, người hậu vệ của số 10 Argentina trên tuyển. Anh từng chia sẻ rằng: "Tôi sẽ không để ai yên nếu như dám động vào Messi." Và anh đã khẳng định câu nói này của mình khi sẵn sàng ăn thua đủ với các cầu thủ bên phía Honduras khi anh này va chạm với Messi. Không chỉ có vậy, tiền vệ này luôn luôn bên cạnh anh mình trong cả những lúc ăn cùng những lúc tập luyện. Camera ghi lại được rằng trong buổi tập của Argentina, tiền vệ thuộc biên chế của Atletico Madrid đã có khoảnh khắc vui đùa với người đàn anh. Anh tát yêu Messi và hỏi rằng: "Anh có ngốc không Leo?" Khi siêu sao này có câu trêu chọc về bạn gái của De Paul, không có sự cố nào xảy ra và cả hai cầu thủ còn cười khoái chí trên sân tập. Đã bước sang tuổi 35, có lẽ kỳ World Cup tới đây tại Qatar chính là lần cuối Messi tham dự một kỳ World Cup. Để thỏa ước nguyện vô địch của huyền thoại, các cầu thủ Argentina hiện đang trong trạng thái vô cùng sẵn sàng và hưng phấn nhất để tập trung cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Không chỉ vậy, họ còn muốn thế giới quên đi hình ảnh bạc nhược của họ trong kỳ World Cup gần nhất tại Nga. Và tinh thần đoàn kết như hiện tại, chắc chắn huấn luyện viên Lionel Scaloni cùng các học trò đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho chuyến đi Qatar sắp tới. Chuỗi 32 trận bất bại như khẳng định thêm cho điều đó. Ở kỳ World Cup lần này, Lan Abisilete sẽ thi đấu tại bảng C cùng với các đối thủ đó là Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan. Đây là một bảng đấu được đánh giá là vô cùng dễ thở cho Messi và các đồng đội. Và huấn luyện viên Scaloni sẽ có cơ hội thử nghiệm nhiều miếng đánh để có thể chuẩn bị cho các đối thủ tiếp theo nếu như họ vượt qua vòng bảng. 8 năm trước, Lionel Messi đã từng gục ngã trước cửa thiên đường. Nhưng hiện giờ, với một đội hình tương đối mạnh mẽ và tinh thần thi đấu đang lên cao, kết hợp cùng với sự đoàn kết của các cầu thủ, El Puga tràn trề hy vọng đạt được ước mơ mà 8 năm trước mình đã từng bỏ lỡ. Liệu Messi có thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá mà mình từng chờ đợi bấy lâu? Các bạn có dự đoán thế nào về khả năng vô địch của đội tuyển Argentina tại giải đấu năm nay? Hãy để lại ý kiến cá nhân dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Cảm Bóng Đá.